gummy bear. Bộ sách cờ vua để trở thành danh tướng. Tập 2, Tintin xuất chiêu. Chương thức thứ 10, đòn giải bằng ô. Hậu mã xe cùng tượng tốt trên bản, mỗi thủ quân có cách đi khác biệt, có sở đoán, sở trường và chiêu thức hữu dụng trong những tình huống khác nhau. Trên chiến trường, một ưu tiên hàng đầu là đưa quân vào đúng ô chiến lược để phát huy tối đa về chiêu thức của các quân nhằm phù hợp thế cờ. Trong trường hợp có ô chiến lược của ta được trấn thủ bởi một đồng đội khác, giải phóng ô là độc chiêu bí thức mở lối vào ô chiến lược thanh thang để đưa vào những đại tướng hinh ngang có cách đánh phù hợp hơn đồng đội. Bước 1, xác định ô cần giải phóng. Điểm F6 chính là ô chiến lược mà ở đây sẽ hiệu quả vô cùng. Đòn bắt đôi một mũi nhảy lạnh lùng sẽ uy hiếp cả vua xe của địch và đồng thời chính là đòn công kích dọa đối phương nước chiếu mát bất ngờ. Nhưng không may F6 trên bàn cờ lại bị chính quân ta chiếm giữ, chưa thông thoáng để mã vào án ngữ, lúc này cần đến giải phóng ô. Bước 2, giải phóng ô. Xe F6 quân trắng cần rời đi và đồng thời tiêu diệt quân đe dọa là mã đen B6 luôn nồng ngó. Mã của ta đang canh giữ D5. Ô chiến lược F6 đã thinh thang là thời cơ chiếm hoàn toàn thế trận. Đây lúc này mất mã lòng ôm vận, buộc phải ăn xe B6 trả thù. Xe B6 AB. Bước 3, chiếm ô chiến lược. Chẳng lúc này đã đạt được ý đồ, đưa mã vào đòn bắt đôi F6. Vô địch phải tìm nơi ẩn náu, trốn vào trong mắt 8 tránh hết cờ. Mã bắt xe E8 chiếm tiên cơ, đòn giải phóng ô đã thành công rực rỡ. Dùng đòn này các kỳ thủ cần nhớ kết hợp thêm những chiêu thức mở đường gọi là chiêu đánh lạc hướng đối phương và đồng thời bắt luôn quân đe dọa. Mã F6, vua H8, mã E8. Nếu vua F8, hậu D6, xe E7, hậu D8, xe E8, hậu E8.